Hội đồng Giám mục Việt Nam Văn phòng Thư ký 72 Trên 12 trần quốc Toản, Phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Thông báo Chương trình tham gia Thượng Hội đồng Giám mục Tại các giáo phận Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Lần thứ 16 Sẽ hợp đại hội vào tháng 10 năm 2023 Với chủ đề hướng tới Một hội thánh hiệp hành hiệp thông tham gia sứ vụ để toàn thể dân chúa tham gia tích cực vào sinh hoạt của hội thánh đức thánh cha francisco đề nghị tiến hành thượng hội đồng giám mục theo ba giai đoạn giáo phận châu lục hoàng vũ giai đoạn giáo phận kéo dài từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022 đáp ứng lời kêu gọi của vị cha chung trong cuộc họp trực tuyến ngày 3 tháng 11 năm 2021, Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định một Thánh lễ khai mạc tất cả các giáo phận sẽ cử hành thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục cấp giáo phận do Giám mục giáo phận chủ sự vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng vào ngày 28 tháng 11 năm 2021. 2. Chủ đề mục vụ năm 2022 – Hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ. 3. Logo của năm 2022, logo chính thức của văn phòng tổng thư ký, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ gửi đến các tòa giám mục. 4. Tùy theo tình hình cụ thể của các địa phương, mọi giáo phận sẽ tiến hành việc gặp gỡ, lắng nghe, phân định theo hướng dẫn của văn phòng tổng thư ký, Thượng Hội đồng Giám mục. Năm các giáo phận sẽ gửi bản đúc kết của giáo phận về văn phòng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam vào cuối tháng 8 năm 2022. Xin anh chị em cầu nguyện cho thượng hội đồng giám mục mang lại những hoa trái phong phú như lòng Chúa ước mong. Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Phê-rô Nguyễn Văn Khảm đã ấn ký